vui sắc cả. Mua anh rồi. Thì ý là nó là mình mua rồi nó mới giảm đó. Ủa lần trước mua cũng giảm 20% mà. Ừ, còn được giảm 20%. Ủa standard còn có điện bằng giá standard, nó bị lắc bằng giá nhau nè, nào phải cắt. Nói chung nó standard cũng đâu khác gì đâu, cho em cái bộ quần áo với lại cái gì thôi mà. What the hell are you doing? Take him. Ôi vãi, đâu đây? Ủa má, nó cho xe lên đây luôn, vãi cái đấy. Trời má, trời. Mấy thằng bồ đúng OB luôn quá. Nó nhìn hướng này mà là nó bắn được thằng kia hướng kia luôn mới ghê chứ. Nãy giờ bị hoài gì, nãy giờ mày cũng vậy á. Má mày nhìn qua hướng này mà đó, cái lửa nó nhìn qua hướng khác. Ý là cái thằng mà cái thằng đồng đội mình á, cái thằng đồng đội của mình á. Ý là tao thấy nó nhìn hướng kia mà nó bắn trúng cái thằng này mới tụt chứ ba. Thì đó, hồi nãy bị lắc á, nãy tao cũng vậy mà, tao thấy mày á rồi quá mày qua. Mà cái tia lửa đạn nó vậy, đủ hướng khác. Thằng bồ mình đúng OB luôn á mà. AI địch thì ngu nhưng mà AI bồ mình thì đúng ảo luôn á. Ừ, đúng á. Nó băng vô đúng á, tao thấy nó ít khi nào nó đau lắm á bà. Ít khi nào nó chết lắm mà. Ít khi nào nó chết của mình chết không rồi nha. Mọi cái đồ đã vãi luôn Hiếu. Đồ á, vậy mới đủ á ba. Chứ mà nó mà dễ chết thôi, đủ nó game ai chơi. Thôi kem cho nó bắn đã bả Hiếu. Ê. Thôi, để đi ngủ đây. Bye bye mấy đứa. Chưa mai lên không nghĩa? Ok. Ôi, chưa mai tao có con chuyện, quên. Ừ, nếu giờ sớm thì tối tao chơi với mày. Ừ. Okay. Xuống lại coi. Bê chưa ngủ bê? Này anh còn quảng cáo này ba, anh tê kê mê vậy đứt. Yo, cartel gunman, inside the firing post. Cái này dưới hầm. Sniper on that roof. Hostile down. Got another tango. Drone is airborne. Cái nhiều này cũng nãy cũng đâu. Nó tới đâm stealth kỹ rồi nó cũng gì không biết đâu nào mà nó biết nó gọi lính từ bên trong ra nó ghê chứ. Shit, he knows he's taking fire. Target down. We're cool. Mấy đằng kia báo động rồi. Hay mà là để lửa lên. Ồ, coi súng nóng là đã quá. Nhấn nồng âm thanh cho đứa. Nhưng mà em chưa có cái ống gì nhìn dài đó. Ống nhìn dài giờ chưa có, anh nghĩ là chưa có game bây giờ đâu, chưa unlock rồi đâu. Ừ. Cái nồng Tar bây giờ là chỉ có một số game thì mình em với cái lụm của mấy thằng sniper nó mới có thôi. Còn ra không có ai có đó. Just spotted one submachine guns. Nó cái đồng là bắn đảo quá. Tango down. Nhìn xa dễ.
Nhìn bạn nó có cái hình này nè. Ủa cái hầm này nó thông đằng sau à? Sao cái chỗ này khó nhìn ta? Nó thông ra ngay đi thật kia đi. Anh đi bên cánh bên trái á. Anh đi cánh bên cánh trái á. Đẹp luôn. Nó nằm ở đây rồi. Ủa mà cái hầm này nhìn đã quá à. Ồ, cũng hay là nó nhắc nhở cho em là kiểu như má hết hồn bé. Nó nhắc nhở cho em là kiểu như nếu mà em đang coi drone nó mà để bị phát hiện á, nó tháo em ra khỏi drone rồi nó báo em rồi, đem coi drone chắc rồi. Ồ, nó báo anh ba chứ không anh cũng đâu thấy thằng kia đâu. Spot thôi. Rồi anh thấy cái súng rồi, anh thấy cái súng rồi. Trời cũng dễ không khó. I got a Sicario with a minigun. Không mà cũng được, mấy thằng này nó đi đúng nghĩa stealth cho em luôn. Nó không có phá cái kiểu cái của em. Kill. Ooh. Có súng ngắm mới rồi, có súng ngắm mới. There's a weapons case here. Oh yeah, baby, baby, oh yes. Giờ đi ra khỏi chỗ này coi. Mà anh muốn giết hết đám này luôn ba. Ơi, sao bỏ like lại nè. Má hiểu vừa mới đi ngủ. I'm seeing two narcos here. Okay, we're cool. Okay, we're cool, man. Partner in crime. Đồng sự. Rồi đồng phạm gây án chung. Coi có giết của anh đám này được không before they see you. Ồ, cái này đi stealth đã vậy. Cái đường hầm này dài vãi luôn á kìa. Marking an enemy. I'm spotting another tango. Một đống luôn. Just spotted one with submachine gun. That's a kill.
take out a target carrying submachine guns. Go on. All right, breathe easy. Back out. DJ Perico here with the safety alert. Yo, Sicario with a submachine gun. Mày này nó có kiểm tra là sao thằng kia chết luôn ba. Ngộ vậy. Nó phát hiện drone của anh nè. That's a kill. Nó đúng nghĩa giết từ từ luôn. Hostile down. Nghe tiếng chanh đậu mới ghê chứ. Target down. Tango down. Mấy cuối cái hầm này có cái gì không đó. Còn á. Nó treo cổ người dưới này nè. Ghê vậy. Vãi cái treo cổ. Nãy em thấy cái thằng bị treo cổ dây bèo. Dưới nào đó. Sao anh? Có thằng bị treo cổ dưới này quá. Phải cái hầm nào? Cái hầm á, cái hầm em lấy cái súng ngắm á. À. Em đang đi xuống dưới nè. That's a kill. Này thì chạy lên. Ủa mấy cái hầm này, em xuống dưới cùng chưa? Xuống dưới luôn á. Chưa. Ủa má, dài vãi luôn á ba. Ủa bạn không công nhận cái em cho này bắn ngon. Tango down. Bấm hình thì tôi sắp tức anh em hải phòng là gì đâu. Má. Ôi, kia bị lắc rồi. Bắn chút cái quạt, bắn chút cái này qua. Tango down. Má, đạn cây này bắn đảo quá. Rồi down.
I got a target carrying submachine guns. Oh, dọn dẹp sạch luôn. Clear. How we doing? Dưới đây có gì đây? Oh. Có gì đặc biệt gì này không ta? Có gì đặc biệt không? Đường hầm này ra đâu ta? Ủa mà cái hầm này nó dài vãi đái luôn á bèo. Cái hầm này nó dài vãi. Câu có gì nữa không? Anh nghĩ là không. Có một cái đường vô cái hầm này à. À cái đường ra nằm đây. Ú hay. Nói chung là trong đó không có gì đó. Đi tới cuối anh không thấy gì hết. Ồ, nghe đây có một cái đường vô hay á, lạ thiệt. Không thấy. Sao lại không vô được ta? Không vô lại được. Rồi, thử cái súng ngắm mới rồi. MSR nghe này là cái bắn xa đam cao, bắn xa đam cao để gắn nòng giảm thanh vô cho bé thôi. Đây. Nhìn giống mấy cái DMR quá ha. Nhìn cũng được phết đấy. The drone is airborne. Ôi vậy. Esa mierda era para nosotros. Máteme ahorita mismo ese re cabrón. Watch your step. These guys know something's up. No, mấy cái này khó bắn quá. Los elefantes siguen tirándonos. Qué puta verga. Rồi đi. Bây giờ có reinforcement nữa chứ. Here comes some more of them. Ê, tao bắn từ cái base đối diện qua. Cái base mà nó bắn xuống không á. They're coming right at us. What's the word, boss? Ê, tao bắn hụt một thằng rồi ơi. Biết thấy tao dồn này thấp quá. Tụi mới nó thấy rồi, nó núp rồi. Nó núp rồi, nó chưa biết mày đó đâu. Let's move. Tôi tao chạy vô trong cái đây. Ủa có ai chát rồi, người ta đang chơi tôi vô không được luôn. Ủa thấy tao rồi. Boom, target down. Boom, target down. Con này má, súng nó hơi bị căng. Bắn viên chết liền luôn. Đúng rồi, cái đạn của cái MSR mạnh vãi. Cover,
bom kìa, bom kìa, bom kìa. Nó bắn một thà luôn mới ghê chứ. Một thà. Nó tao chọn chỗ nào cao hơn đấy. Một máy ghê quá. Nó đạn tao còn nhiều lắm mấy đứa ơi. You think Santa Blanca gives out a lot of these? Ồ, oh, skill ball cộng 3 luôn rồi, ba cái đá. Sao nghe tiếng nữa nào ta? Got a laptop here. Looks like it's connected to the network. Let's see what we can get out of it. Có laptop ở đây. Downloading now. I'm pushing the data. Ủa, tao bị nào nó phát hiện á. Ở nhà dưới mà. This is Nomad. I'm sending you message logs from a cartel comm center here in Mondoyoc. The cartel's senior instructor is in there. I'm getting it now. Wait one. No joy. There's nothing in here that points to their top guy. There is something interesting, though. Looks like they've got search parties out looking for a deserter. One of their new recruits ran off a few days back. They think he might still be in the area. How does that help us? If he was in the training program for any length of time, it's possible he came into contact with our guy. You think this deserter can give us an ID? Only one way to find out. We good? Shit got close for a second there. Ok, mở 41 thôi. Ê, cái này cũng được nó hiếu, em mở 41 nó hiếu. Giờ đâu nữa ta? Driving. Mày có lấy tech supply không nè? Lấy hết à? We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Then the skill available.